Xin chào quý khán giả và bà con ngư dân. Rãnh áp thấp có trục 23 đến 25 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển mạnh về phía Đông. Từ ngày mai, vùng áp thấp này sẽ là hình thế chính chi phối thời tiết của nhiều vùng biển nước ta. Với khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió chuyển sang hướng Đông Nam rồi sẽ chuyển hẳn sang hướng Nam vào ngày 22 tháng 3. Cường độ gió thì cũng có xu hướng mạnh dần lên, từ cấp 3 sẽ mạnh lên mức cấp 4 đến cấp 5. Ở khu vực giữa và Nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa cũng có sự thay đổi về hướng gió và cường độ. Đêm nay và ngày mai trên hai khu vực biển này, gió mang hướng Đông đến Đông Bắc, sau đều chuyển hẳn sang hướng Đông và cường độ thì giảm còn ở mức là cấp 3. Như vậy, trong 3 ngày tới, các vùng biển có sự thay đổi về hướng và cường độ gió nhưng chưa gây ra tình trạng biển động. Thời tiết cơ bản thuận lợi cho việc ra khơi bám biển, khai thác ngư trường của bà con ngư dân. Đến với hải trình ra vào các đảo, thưa quý vị và bà con, vùng thấp nóng mở ra tác động mạnh mẽ nhất đến khu vực Vịnh Bắc Bộ, trong đó có tuyến hải trình từ Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ. Đêm nay và ngày mai, gió mang hướng Đông Nam, cường độ yếu cấp 3, cấp 4. Sang ngày 21 tháng 3, gió ở Vịnh sẽ đổi sang hướng Nam, có lúc mạnh cấp 6, sóng cao trên 2 mét và tình trạng biển động bắt đầu xuất hiện. Vùng áp thấp cũng làm cho hướng gió ở khu vực miền Trung thay đổi. Dọc từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi đêm nay và ngày mai, gió hướng Đông đến Đông Nam. Sang đến ngày 21 tháng 3, gió chuyển dần sang hướng Nam. Cường độ có tăng lên mức cấp 4 nhưng chưa gây biển động. Vì thế, việc đi lại trên tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn vẫn thuận lợi. Còn với khu vực biển phía Nam, ở vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau, gió Đông Bắc đến Đông giảm còn ở mức cấp 4, biển lặng. Các hoạt động biển, trong đó có việc đi lại trên tuyến hải trình từ Bà Rịa Vũng Tàu ra khu vực Côn Đảo sẽ diễn ra thuận lợi và không còn gặp trở ngại gì về thời tiết. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại!